Ở cõi trời mà bốn vị đại thiên vương cư ngụ, thọ mạng của thiên nhân là 500 tuổi, và một ngày một đêm tại cõi tứ thiên vương này là 50 năm ở chốn nhân gian. Tứ vương thiên là cõi trời gần với thế giới của chúng ta nhất. Người thế gian ai làm thiện hoặc làm ác đều do tứ vương thiên xét xử, bởi chư thiên ở đó lo trông coi việc thiện ác của nhân gian chúng ta. Đó là nói về tứ thiên vương thiên. Trời Đao Lợi, trong phần trước tôi đã có giảng rồi. Đao Lợi là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời này còn được gọi là Năng Thiên Tử, trời Tu Diệm Ma. Đây là nơi mà ánh mặt trời và mặt trăng đều không rọi tới được. Thế thì nơi ấy có lẽ rất tối tăm, cũng không hẳn, bởi thiên nhân ở cõi Dạ Ma Thiên này trên thân đều có hào quang chiếu sáng, cho nên cũng không cần tới ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Vì sao cõi trời này có tên là Dạ Ma? Dạ Ma là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là thiện thời phân, khéo chia thời giờ. Vì sao gọi là thiện thời phân? Bởi vì cõi trời này nằm ở vị trí quá cao, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đều không thể nào rọi tới được, cho nên thiên nhân ở đây bèn lấy lúc bông sen nở hiệp để phân biệt ngày và đêm. Hoa nở là ban ngày, hoa hiệp là ban đêm. Tại tứ vương thiên thì thiên nhân thân cao nửa dặm lý, tại Đao Lợi thiên thiên nhân thân cao một dặm lý và có thọ mạng là 1.000 tuổi. Một ngày đêm ở cõi trời này là 100 năm ở chốn nhân gian. Còn ở Dạ Ma thiên thì thế nào? Thiên nhân ở đây thân cao một dặm rưỡi và có thọ mạng là 1.500 tuổi. Một ngày một đêm tại cõi trời này là 100 năm ở trần gian. Cứ lên cao hơn một tầng trời thì thọ mạng được tăng thêm 500 tuổi, thân cao thêm nửa dặm. Cho nên càng lên các tầng trời phía trên thì thiên nhân thân hình càng cao lớn và tuổi thọ càng gia tăng. Trời Đâu Xuất Đà, Đâu Xuất Đà là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là tri túc biết đủ. Do đó cũng gọi là tri túc thiên. Đâu Xuất Đà thiên gồm có nội viện và ngoại viện. Bồ Tát Di Lặc hiện ngụ tại nội viện, còn các thiên nhân thì ở tại ngoại viện. Tam tai, ba thứ tai họa, lửa cháy, nước lụt, gió bão không lan tràn đến Đâu Xuất nội viện được, song vẫn có thể hủy diệt Đâu Xuất ngoại viện. Trời Hóa Lạc, sự vui sướng tại cảnh trời này có tánh biến hóa, bởi sự vui sướng phi thường ấy là do chư thiên ở đó biến hóa ra. Trời Tha Hóa Tự Tại, sự vui sướng ở Tha Hóa Tự Tại thiên vốn là của các cõi trời khác hóa hiện ra. Vì chư thiên ở đây có thần thông nên họ có thể chuyển dịch sự vui sướng của các cõi trời khác về cõi trời của họ. Tha Hóa Tự Tại thiên là nơi trú ngụ của thiên ma chứ không phải của các vị thiên thần hoặc tiên nhân chân chánh. Sáu cảnh trời kể trên: Tứ Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên được gọi chung là lục dục thiên. Vì sao gọi là lục dục thiên? Sáu cõi trời dục, bởi vì các thiên nhân ở đó tuy được sanh lên cõi trời nhưng vẫn còn tâm dâm dục, vẫn còn những ý nghĩ không thanh tịnh. Trong khóa hè vừa qua, lúc giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi đã có giảng về lục dục thiên rồi, song tôi tin chắc là quý vị nghe xong đều không muốn giữ cho mình và đã tặng lại hết cho tôi. Vì thế bây giờ tôi giảng lại để thân tặng cho quý vị thêm lần nữa vậy. Thiên chúng ở lục dục thiên đều còn lòng ái dục. Sự hành dâm của chư thiên ở trời tứ thiên vương và trời Đao Lợi thì cũng giống như của con người ở nhân gian vậy. Vì sao ư? Bởi vì họ đều có hình thể. Thiên nhân ở trời tứ thiên vương cũng kết hôn như người thế tục, và ngay cả thiên nhân ở trời Đao Lợi cũng vậy. Họ đều có vợ chồng con cái, chẳng khác gì loài người ở trần gian cả. Trẻ sơ sinh ở tứ thiên vương thì như thế nào? Ở cõi trời này, trẻ con mới sinh ra đã lớn bằng đứa bé 5 tuổi ở nhân gian. Còn ở Đao Lợi thiên thì sao? Trẻ sơ sinh ở trời Đao Lợi thì trạc đứa bé 7 tuổi ở nhân gian. Và ở trời Dạ Ma thì trẻ sơ sinh bằng cỡ đứa bé 10 tuổi ở nhân gian. Trẻ con mới sinh ra là đã lớn như thế, ngồi trên đùi của thiên nhân và một lát sau thì được cho ăn thiên lộ tự nhiên. Một thứ cam lộ của cõi trời tự nhiên hóa hiện ra, ăn xong chưa được bao lâu thì đứa bé vụt biến thành cao lớn như mọi thiên nhân khác, thân cao nửa dặm lý và thọ mạng là 500 tuổi, đó là nói về tứ vương thiên. Có bài kệ nói về cảnh giới dục lạc của chư thiên ở lục dục thiên như sau: Tứ vương Đao Lợi dục giao bão, Dạ Ma chấp thủ Đâu Xuất Tiếu, Hóa Lạc thục thị, Tha Tạng thị, Thử thị lục thiên chi dục lạc.
Tứ vương Đao Lợi còn ôm ấp, Dạ Ma nắm tay đâu xuất cười. Hóa Lạc nhìn lâu, Tha nhìn thoáng, đó là Dục Lạc cõi lục thiên. Tứ vương Đao Lợi, Dục Giao Bão, Tứ vương Đao Lợi còn ôm ấp. Thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi cũng hành dâm như loài người ở thế gian vậy. Dạ Ma chấp thủ đâu xuất tiếu, Dạ Ma nắm tay đâu xuất cười. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời Dạ Ma là cầm tay nhau. Ở cõi trời này, thiên nam và thiên nữ giao tình bằng cách nắm tay nhau, tương tự như lối bắt tay của người Tây Phương vậy. Thế còn ở trời Đâu Xuất thì sao? Ở trời Đâu Xuất thì thiên nam thiên nữ chỉ cười với nhau là đã thành vợ chồng rồi. Bởi thiên nhân ở đó bình thời không hề cười. Vì sao? Vì lòng ham muốn của họ quá nhẹ, hầu như là không còn nữa vậy. Tại lục dục thiên, hễ lên cao được một tầng trời thì dục điệu lại giảm nhẹ bớt một bậc. Tại sao ở cõi nhân gian chúng ta, những người tu đạo đều cần phải khử dục đoạn ái, quét sạch mọi dục niệm? Bởi vì nếu dục niệm mà nhiều thì ngu si mê muội cũng nhiều thêm. Dục niệm càng giảm thiểu thì trí huệ sáng suốt càng gia tăng. Dục niệm là thuộc cõi ngũ trược ác thế. Cái gì gọi là trược? Đó là dục niệm. Dục niệm là một thứ ô trược nhất, dơ bẩn nhất. Lòng sắc dục của thiên chúng trên cõi trời Tứ Thiên Vương thì cũng giống như của nhân gian chúng ta vậy. Còn dục niệm của thiên nhân trời Đao Lợi thì có phần nhẹ hơn so với ở trời Tứ Thiên Vương. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời Dạ Ma là nắm tay nhau, còn ở trời Đâu Xuất thì cười với nhau. Quý vị chớ cho rằng cười là tốt, nhân gian chúng ta thường cho cười là điều tốt mà không biết rằng cười cũng có một tác dụng về mặt tình cảm và sắc dục. Chư thiên ở cõi trời Dạ Ma đều thích dụng công tu hành, cho nên rất hiếm khi có chuyện nắm tay nhau xảy ra. Hóa Lạc thục thị, Tha tạm thị. Hóa Lạc nhìn lâu, Tha nhìn thoáng. Thục thị tức là nhìn hơi lâu một chút, như chừng 1 phút, 2 phút hoặc 5 phút. Thiên nam thiên nữ ở trời Hóa Lạc thì đăm đăm ngó nhau chừng một vài phút là thành dâm. Còn ở trời Tha Hóa Tự Tại thì chỉ cần nhìn phớt nhau thôi, không phải nhìn lâu. Thử thị lục thiên chi dục lạc, đó là dục lạc cõi lục thiên. Hành vi sắc dục của thiên nam thiên nữ ở lục dục thiên là như thế. Hễ lên cao hơn một tầng thì dục niệm giảm nhẹ bớt một tầng. Kẻ có dục niệm nặng nề thì không thể sanh lên cõi trời. Cho nên những người được sanh thiên đều rất ít dục niệm. Bài kệ vừa rồi là nói về dục lạc ở lục dục thiên. Trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, đây là ba tầng trời thuộc cõi sơ thiền, cũng gọi là sơ thiền tam thiên. Ngoài ra còn có cõi nhị thiền và tam thiền, và ở mỗi cõi đều có ba tầng trời. Trời Phạm Chúng, Phạm là gì? Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Dục niệm của thiên nhân ở cõi sơ thiền thiên thì càng nhẹ hơn so với ở lục dục thiên, cho nên gọi là Phạm. Tất cả thiên nhân cư ngụ ở tầng trời này đều thanh tịnh và đều là dân chúng của toàn cõi Phạm Thiên. Trời Phạm Phụ, chư thiên ở nơi này là những vị tề quan thanh tịnh, làm quan trên cõi trời. Phụ tức là phụ tá, và ở đây là phụ tá cho Đại Phạm Thiên Vương. Còn trời Đại Phạm thì sao? Đây là nơi trú ngụ của Đại Phạm Thiên Vương. Ngài vốn là người rất siêng năng dụng công tu đạo, song chỉ tu thiên phước để được hưởng phước lạ của cõi trời, chứ chưa đạt đến mức khai ngộ và chứng quả vị. Do đó, Ngài được sanh lên cõi trời và làm vua trời Đại Phạm. Vị Đại Phạm Thiên Vương này được sự hỗ trợ của chư thiên ở tầng trời Phạm Chúng và Phạm Phụ. Sơ thiền, tam thiên còn được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cảnh giới xa lìa sự sanh khởi phiền não, vô cùng vui sướng. Phàm phu chúng ta khi dụng công đạt tới cảnh giới sơ thiền thì cũng có thể đến được sơ thiền thiên để gặp Đại Phạm Thiên Vương, các tể quan phụ thá của Ngài và dân chúng cư ngụ ở đó. Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, đây là ba tầng trời thuộc cõi nhị thiền, cũng gọi là nhị thiền tam thiên. Làm thế nào để được sanh lên cõi trời nhị thiền này? Cần phải khử dục đoạn ái, dứt sạch tâm dâm dục. Nếu vẫn còn lòng ham mê sắc dục thì không thể nào sanh về cõi trời này được. Mỗi tầng trời ở đây chênh lệch nhau một giai cấp. Vì sao? Bởi chư thiên ở nơi này không còn dục niệm nữa, cứ lên cao mỗi tầng thì dục niệm mỗi giảm nhẹ ít dần. Trời Thiểu Quang, thân thể của chư thiên ở tầng trời này đều tỏa ánh hào quang, và hào quang này lớn hơn nhiều so với hào quang của thiên nhân ở trời Dạ Ma. Tuy nhiên trong ba tầng trời thuộc nhị thiền tam thiên thì hào quang của thiên nhân ở trời Thiểu Quang có phần kém thua hai tầng trời kia. Vì sao các thiên nhân này có hào quang? Đó là do lúc còn tu hành ở thế gian, họ chuyên chú tuân thủ giới luật, trì giới rất thanh tịnh. Chư thiên ở trời Phạm Chúng và Phạm Phụ cũng tuân thủ giới luật vậy.
có điều là không được nghiêm ngặt bằng chư thiên ở trời Thiểu Quang, cho nên thanh tịnh thì có thanh tịnh, song không phát hào quang. Thiên nhân trời Thiểu Quang thì giữ giới chẳng những tinh nghiêm mà còn sanh xuất hào quang nữa, do đó mà được sanh lên tầng trời này, trời vô lượng quang. Tầng trời vừa rồi là Thiểu Quang, ít hào quang, còn tầng trời này thì thế nào? Thì có vô lượng vô biên hào quang, không tính ra số lượng được. Trời quang âm, tầng trời nằm phía trên trời vô lượng quang là trời quang âm. Chư thiên ở trời quang âm nói chuyện với nhau bằng cách nào? Bằng hào quang. Tương tự như việc dựa vào tác dụng của điện quang để cấu tạo hình ảnh của TV, chư thiên ở đây dùng ánh sáng tiêu biểu cho lời nói. Thiên nhân ở trời quang âm không nói ra tiếng, điều đó không có nghĩa là họ không biết nói. Chẳng qua là họ không dùng ngôn ngữ mà lại dùng hào quang để nói chuyện. Có người phê bình cho rằng chư thiên ở trời quang âm là không biết nói, không có ngôn ngữ, không có văn tự. Và sở dĩ họ dùng hào quang thay cho ngôn ngữ văn tự là vì họ vốn không biết nói. Không phải thế, nếu họ không biết nói thì chẳng lẽ cả tầng trời quang âm toàn thiên nhân câm hết sao? Thế thì so với người biết nói ở chốn nhân gian có tốt hơn gì đâu. Nếu nói rằng chư thiên ở trời quang âm dùng hào quang tiêu biểu cho lời nói vì họ đều bị câm, thế thì sanh lên tầng trời này có lợi ích gì? Cho nên tôi nói rằng họ cũng có ngôn ngữ, chẳng qua là họ không dùng đến ngôn ngữ mà thôi. Nhân gian chúng ta thì có văn tự, và chúng ta dùng văn tự để tiêu biểu ngôn ngữ, chứ chúng ta không phải chỉ dùng văn tự mà từ bỏ ngôn ngữ. Hào quang được dùng ở trời quang âm cũng tương tự như văn tự của nhân gian chúng ta. Chư thiên ở đó dùng hào quang để viết, tính chất cũng tựa như máy fax của chúng ta vậy. Sự việc nhất định là như thế, chứ không phải là họ chẳng có ngôn ngữ, chỉ có thể nói bằng hào quang mà thôi. Cho nên đối với Phật Pháp, quý vị cứ đem Phật Pháp với thế gian Pháp ra để hỗ tường so sánh suy luận thì sẽ hiểu được ngay. Quý vị chớ nên hùa theo người khác mà vội cho rằng cõi trời quang âm chẳng có ngôn ngữ và tất cả chư thiên ở đó đều bị câm. Những người đó chắc chắn là chưa hiểu rõ vấn đề. Vừa rồi là nói về ba tầng trời của nhị thiền thiên. Người tham thiền đạt được định lực của nhị thiền thiên, tức là đến được cảnh giới định sanh hỷ lạc địa, từ trong định sanh xuất ra một thứ hỷ lạc. Tuy nhiên, kẻ đạt tới cảnh giới nhị thiền cũng không thể nói rằng công phu tu tập của mình đã lên đến tột đỉnh, đến mức cao nhất. Không phải như thế. Quý vị, những người đang dụng công, bây giờ hãy tự hỏi rằng mình đã đạt đến trình độ này hay chưa? Có thật là mạch tim mình có ngừng đập? Có thật là sự hô hấp của mình có gián đoạn? Có phải là hễ ngồi thiền thì sự hít thở của mình liền đình chỉ? Không phải ư? Nếu không phải thì hãy tiếp tục dụng công tu tập. Nếu không dụng công thì không thể nào ngăn chặn được vòng luân hồi sanh tử. Cho dù quý vị có đạt được cảnh giới sơ thiền hay nhị thiền đi nữa, sự sanh tử của chính quý vị vẫn chưa kết thúc. Chúng ta dụng công tu tập không phải để thấy được một vài cảnh giới nho nhỏ, thấy được Bồ Tát hiện thân hộ pháp hoặc trông thấy người nào đó. Khi chúng ta ngồi thiền, nếu có trông thấy hào quang thì phải biết đó chỉ là thứ cảnh giới nhỏ nhặt, không nên sanh tâm chấp trước bám trụ vào cảnh giới. Có trường hợp đang ngồi thiền thì thân thể tự dưng lắc lư, quý vị không muốn động đậy nhưng thân thể cứ trao qua đảo lại, có muốn ngừng cũng không ngừng lại được. Đây là tác dụng của 6 loại chấn động đối với lục căn, biểu hiện 6 cách chấn động của đại địa. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là công phu chân chánh, quý vị vẫn còn phải hướng tới trước mà nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Quý vị nếu chưa đạt được cảnh giới sơ thiền và nhị thiền thì cần phải cố gắng dụng công hơn nữa, không nên lười biếng. Nếu lười biếng thì không dứt được sanh tử, mà không dứt được sanh tử thì sẽ rất nguy hiểm cho tương lai của quý vị. Cho nên xuất gia tu hành không phải là chuyện dễ. Lười biếng tức là tự dọn đường cho mình tiến vào địa ngục. Nếu không muốn đạt địa ngục thì phải siêng năng chịu khó, chăm chỉ dụng công. Có người phàn nàn, hễ tôi dụng công là trong người thấy khó chịu, không được khỏe. Thế thì đợi đến khi đại địa ngục, quý vị sẽ thấy rằng ở đó còn khó chịu khổ sở hơn nhiều. Quý vị muốn được thoải mái sung sướng trong hiện tại thì tương lai sẽ không được dễ chịu. Còn nếu quý vị chịu khó dụng công ngay từ bây giờ thì tương lai tất sẽ rất dễ chịu. Do đó quý vị hãy cân nhắc điều này cho kỹ. Một khi bị đọa địa ngục thì không biết phải chịu đày đọa đến bao lâu. Và nếu bị đọa vào địa ngục vô gián thì sẽ không có ngày được ra, quanh năm suốt tháng phải ở trong đó mà thọ tội, chịu sự trừng phạt. Bởi đã xuất gia học đạo rồi mà còn lười biếng trễ nải, chẳng chịu dụng công, chẳng học Phật Pháp, chỉ muốn tự do tự tại theo ý mình, nên phải thọ tội ở địa ngục. Đó chính là tự do tự tại vào địa ngục vậy. Trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, đây là ba tầng trời thuộc cõi tam thiền. Cõi sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa,
Nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa và tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa. Tại sơ thiền thiên, trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm, chư thiên đều thanh tịnh song chưa có hào quang. Thật ra thì không hẳn là hoàn toàn không có, họ cũng có hào quang đấy nhưng hết sức yếu ớt mờ nhạt. Các thiên nhân thuộc nhị thiền thiên thì có hào quang sáng rỡ và cũng thanh tịnh hơn. Ở đây chúng ta có thể nêu ra một tỷ dụ rất đơn giản so sánh trình tự của các tầng trời với tiến trình làm sạch sàn nhà. Trước hết sàn nhà cần phải được quét dọn cho thật sạch sẽ. Đây là dụ cho các tầng trời thanh tịnh, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm thuộc sơ thiền thiên. Sàn nhà tuy đã được quét dọn sạch sẽ rồi, song chưa được đánh sáp nên trông không có vẻ sáng sủa bóng loáng. Sau khi đánh sáp thì mặt nền sáng hẳn lên, đây là dụ cho thời trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm của nhị thiền thiên. Đánh sáp rồi chúng ta cần phải lau chùi thêm nữa thì sàn nhà mới hoàn toàn sáng loáng bóng lộn. Sau khi đánh sáp, trên mặt sàn vẫn còn sót chút ít bụi bặm hoặc một vài cọng lông chồi, cho nên sàn nhà tuy có sáng lên song vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Sau khi được lau chùi cẩn thận không còn dính một hạt bụi thì sàn nhà vừa sáng sủa lại vừa sạch sẽ. Đây là dụ cho trời thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh của tam thiền thiên. Quý vị nào muốn hiểu rõ cảnh giới của các tầng trời thì nên suy ngẫm thêm về tỷ dụ này. Khi quý vị tọa thiền đến được cảnh giới tam thiền thì mọi ý niệm đều không còn, tất cả vọng niệm đều đình chỉ. Tại sơ thiền thì ý niệm vẫn còn tồn tại, quý vị vẫn còn sự suy nghĩ. Ở cảnh giới nhị thiền thì dòng ý niệm này vẫn chưa đoạn dứt. Song đến tam thiền thì mọi niệm đều dứt tuyệt, không còn tình trạng hết niệm này sanh đến niệm kia khởi nữa. Trong một sát na có 90 cái sanh tử, trong mỗi cái sanh tử lại có 900 lần niệm, 900 niệm. Cho nên chỉ nội trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà chúng ta đã khởi không biết bao nhiêu là niệm. Nhưng khi quý vị đạt đến cảnh giới tam thiền thì mọi niệm đều đình chỉ. Lúc này một niệm cũng không khởi, không còn niệm trước, cũng chẳng có niệm sau, tất cả đều vắng lặng. Đó là cảnh giới của tam thiền. Bây giờ chẳng những khí và mạch đình chỉ mà luôn cả niệm cũng đình chỉ, không còn nảy sanh nữa. Những người hành thiền đến trình độ này có thể ngồi thiền trong suốt một tháng mà không biết là đã một tháng, hoặc ngồi thiền cả năm mà không biết là đã một năm trôi qua. Mặc dù họ không còn ý niệm về tánh thời gian và không gian nữa, sau đó là trạng thái nhập thiền định chứ không phải là chết. Cho nên nếu muốn thì họ vẫn có thể trở về được. Muốn trở về ư? Thế không phải là mọi niệm đều đình chỉ rồi sao? Khi họ vừa sực nghĩ vì sao mình lại ngồi thiền ở đây nhỉ? Thì luồng ý niệm lập tức tái sanh và họ trở về lại. Vậy ở cảnh giới tam thiền thì ngay cả ý niệm cũng không tồn tại, cho nên gọi là tịnh trong sạch. Nếu còn ý niệm thì cũng như còn dính bụi bặm vậy, chưa được thanh tịnh, sạch sẽ hoàn toàn. Do đó các tầng trời thuộc tam thiền thiên có tên là thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Tam thiền thiên cũng gọi là ly hỷ diệu lạc địa, cảnh giới xa rời sự vui sướng. Loài người chúng ta hễ sanh tâm vui vẻ thì cho là điều tốt, song ngay cả điều tốt này chúng ta cũng phải lìa bỏ, không nên chấp trước bám víu vào sự vui sướng. Được như thế thì sẽ nảy sanh tác dụng vi diệu. Kinh văn: trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lược giảng: một, trời phước sanh. Vì sao gọi là trời phước sanh? Bởi chư thiên ở tầng trời này đều là khổ nhân dĩ tận, lạc phi thường trụ. Họ không còn sự đau khổ và cũng không còn chấp trước vào dục lạc nữa. Thế nào gọi là khổ nhân dĩ tận, lạc phi thường trụ? Trừ thiền ở sơ thiền thiên vẫn còn một thứ khổ não, mà ngay cả tại nhị thiền thiên và tam thiền thiên, sự khổ não này cũng vẫn còn tồn tại chưa hoàn toàn dứt tuyệt. Phải đến tứ thiền thiên ở tầng trời phước sanh này thì mới đích thực là khổ nhân dĩ tận. Cái mầm mống gây khổ não đó không còn nữa. Mọi chủng tử của khổ não đều bị hủy diệt. Phải chăng hết khổ rồi thì sẽ được vui? Bây giờ họ cũng chẳng chấp trước vào cái vui, cho nên nói là lạc phi thường trụ. Thế thì nguyên nhân của khổ là gì? Nguyên nhân của khổ là dục. Dục đích thị là cái nhân dẫn đến mọi đau khổ. Dục là gì? Đó là dục niệm hay dục vọng, tức là lòng ham muốn. Tiếng Anh gọi là desire. Chữ dục này chính là nguyên nhân mầm mống của khổ đau. Nếu không có dục thì không có đau khổ, không có tâm dâm dục thì không có cái nhân gây tạo bao nhiêu khổ não khác. Thiền nhân ở tứ thiền thiên đều không còn dâm tâm, bởi họ đã dứt trừ được tâm dâm dục, nên nói là chư dục đỗ tuyệt,
mọi dục vọng ham muốn đều đã dứt tuyệt, không còn nữa. Các tướng trạng thô trọng đều bị hủy diệt, hết thảy các tướng có hình sắc và rất thô đều bị đoạn trừ. Tướng thô trọng diệt rồi, thì họ liền đắc được một thứ phước đức rất thanh tịnh, nên gọi là trời phước xanh, nơi nảy sanh thứ phước thanh tịnh, đó là tầng trời thứ nhất thuộc tứ thiền thiên. Nhiều người chỉ biết xuông trời là trời, quý vị có biết là có bao nhiêu cõi trời không? Theo kinh điển Đạo Phật thì có 6 tầng trời cõi dục, lục dục chư thiên, 3 tầng trời sơ thiền tam thiên, 3 tầng trời nhị thiền tam thiên, 3 tầng trời tam thiền tam thiên. Còn tứ thiền thì sao? Cõi tứ thiền thì có đến 9 tầng trời, và trời phước xanh là tầng trời thứ nhất thuộc tứ thiền thiên. Chính vì có sự nảy sinh và hiện tiền của phước thanh tịnh tại tầng trời này, cho nên có tên là trời phước xanh. Hai, trời phước ái, đây là tầng trời thứ hai thuộc tứ thiền thiên. Phước ái tức là love. Love là cái gì? Love là cái phước, yêu phước, thích phước. Phước ái thiên tức là cõi trời yêu chuộng phước đức. Chư thiên ở tầng trời này thì xả tâm viên dung, thắng giải thanh tịnh, đắc diệu tùy thuận, khổ lạc song ly. Lòng xả viên dung, thắng giải thanh tịnh, được diệu tùy thuận, khổ vui đều xa. Xả tâm viên dung, lòng thí xả của chư thiên ở tầng trời này đã đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại. Những gì không thể thí xả đều được thí xả. Những gì có thể thí xả cũng đều thí xả. Những gì không thể buông bỏ đều được buông bỏ. Những gì có thể buông bỏ thì càng phải buông bỏ. Đó gọi là xả tâm viên dung vậy. Thắng giải thanh tịnh, họ đạt được thứ giải thoát thủ thắng rất thanh tịnh. Thắng tiếng Anh là Supreme. Thắng giải thanh tịnh, phước báo của họ to lớn vô ngần. Có thể nói là phước ấy vượt khỏi trời đất, không có gì có thể che lấp được. Đắc diệu tùy thuận, họ đạt tới cảnh giới tùy tâm như ý, muốn thế nào thì được thế ấy. Đây là một sự tùy thuận vô cùng kỳ diệu, muốn gì được nấy, luôn luôn được tại tâm, tại ý. Khổ lạc song ly, bây giờ không có khổ đau cũng chẳng còn vui sướng. Họ đã lìa bỏ được cảm giác khổ và sướng. Tuy nhiên chư thiên ở đây cũng còn một thứ ước muốn khác, một thứ hy vọng khác. Đó là điều gì? Hy vọng của họ chính là hai tầng trời ở ngay phía trên trời phước ái. Đó là hai tầng trời nào? Đó là trời quảng quả và trời vô tưởng. Họ hy vọng đạt được cảnh giới của hai tầng trời này. Trời quảng quả là một trong những tầng trời thuộc thứ tứ thiền thiên, còn trời vô tưởng là nơi trú ngụ của ngoại đạo. Từ trời phước ái, chư thiên có thể đến trời quảng quả, lại cũng có thể đến trời vô tưởng. Mà đến trời vô tưởng tức là tiến vào cảnh giới của ngoại đạo, cho nên ở đây cũng giống như gặp phải ngã rẽ vậy, rất dễ đi sai đường. Do đó, tuy là sanh lên cõi trời, song cũng dễ bị đi lạc vào cảnh trời của ngoại đạo. 3. Trời quảng quả. Thế nào gọi là trời quảng quả? Trời quảng quả là quả vị của phàm phu. 6 tầng trời cõi dục, lục dục chư thiên đều được xem là cảnh giới của phàm phu. Quả vị mà hạng phàm phu có thể đạt được thì không vượt quá trời quảng quả, không hơn được cảnh giới của trời quảng quả. Trời quảng quả cách biệt hẳn mọi nhiễm ô phiền lụy của các tầng trời bên dưới. Tại trời quảng quả, chư thiên sống trong niềm an lạc vô cùng vô tận, và thần thông của họ cũng diệu dụng vô cùng. Cho nên được sanh lên trời quảng quả không phải là chuyện dễ. Ở trời quảng quả sự diệu tùy thuận còn thâm áo hơn ở trời phước ái một bậc. Không chỉ tùy thuận thôi mà là quảng diệu tùy thuận, một sự tùy thuận rộng lớn vi diệu. Tùy thuận tức là tùy tâm thuận ý. Chư thiên ở nơi này chứng đắc được quả vị mà họ đang tu tập, thuận theo điều họ mong mỏi. Đó là quảng quả thiên. 4. Trời vô tưởng. Thế nào gọi là trời vô tưởng? Chư thiên ở trời vô tưởng đã đoạn dứt tư tưởng, song đó chưa phải là sự đoạn dứt vĩnh viễn. Họ chỉ mới đoạn được trong 500 kiếp mà thôi. Thọ mạng của họ là 500 kiếp. Như vậy suốt trong một đời của họ tư tưởng không nảy sinh, họ không nghĩ ngợi, không có tư tưởng. Thế nhưng trong 500 kiếp ấy, có 499 kiếp là không có tưởng và có một kiếp có tưởng. Trong một kiếp này, suốt nửa kiếp đầu thì tư tưởng diệt không hề dấy khởi. Đến nửa kiếp sau cuối thì tư tưởng lại dấy khởi. Cho nên vô tưởng ở đây có nghĩa là trọn đời rất hiếm khi sanh khởi tư tưởng. Toàn cõi trời này là nơi trú ngụ của ngoại đạo. Tại đây hàng ngoại đạo tự cho là cảnh trời rốt ráo và đinh ninh rằng lúc này họ có thể đạt được niết bàn. Chính vì thế mà họ ở lại đây để tu hành. Song tu hành thì tu hành mà vẫn bị đọa lạc như thường. Vậy tầng trời này là chỗ ở của ngoại đạo. 5. Trời vô phiền. Phiền tức là phiền não. Thiên nhân ở tầng trời này không còn kiến từ phiền não nữa. Họ đã đoạn dứt được kiến từ phiền não. Kiến từ phiền não là gì?
kiến là cái thấy, đối diện cảnh giới liền sanh lòng tham ái. Đó gọi là kiến phiền não của cái thấy. Tư là nghĩ ngợi, đối với đạo lý vì không hiểu rõ mà sanh tâm phân biệt, ấy gọi là tư phiền não hoặc tư hoặc, phiền não của ý tưởng. Chư thiên ở tầng trời vô phiền này không còn hai mối phiền não kiến hoặc và tư hoặc nữa, nên cũng không phải chịu đựng mối phiền não phiền nhiệt, mà cũng chẳng có khổ chẳng có sướng, sướng khổ đều tiêu vong. Tại cảnh giới khổ lạc song vong này, họ không có tâm đấu tranh, bởi không có tâm đấu tranh nên cũng chẳng có phiền não, hết phiền não thì được thanh lương mát mẻ. 6. Trời vô nhiệt, nhiệt nóng, tức là nhiệt não, tầng trời này rất mát mẻ, thanh thản, không còn cái hết nhiệt của phiền não. 7. Trời thiện kiến, vì sao gọi là trời thiện kiến? Chư thiên ở tầng trời này có tầm nhìn vô cùng rộng lớn, họ có thể nhìn thấy được rất xa. 8. Trời thiện hiện, ở tầng trời này có một sự biến hóa rất vi diệu, chư thiên ở đây có thể biến hóa ra mọi cảnh giới an lạc. 10. Trời sắc cứu cánh, trời sắc cứu cánh là tầng trời cuối cùng trong số các tầng trời thuộc sắc giới thiên. 10. Trời ma hê thủ la, ma hê thủ la là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại tự tại. Đại tự tại thiên vương có 8 tay 3 đầu, cưỡi một con trâu lớn màu trắng và ngài tự cho là mình rất thông dong tự tại. Trong 10 cảnh trời kể trên, ngoại trừ trời vô tưởng là nơi trú ngụ của thiên ma ngoại đạo, tất cả 9 tầng trời còn lại, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la đều thuộc cõi tứ thiền thiên. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Ở cảnh giới sơ thiền thì sự hô hấp gián đoạn, tới nhị thiền thì mạch tim ngưng đập, đến tam thiền thì ý niệm dứt tuyệt. Còn ở tứ thiền thì sao? Thì xả niệm, vứt bỏ hết mọi niệm, không còn gì nữa, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ngoài ra còn có cả chư thiên ở các tầng trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ cũng đến cung trời đao lợi để tham gia pháp hội. Bởi ngay cả cái thức cũng không còn nên gọi là phi tưởng. Nhưng phi tưởng này không phải là hoàn toàn không có tưởng, mà là vẫn còn chút ít, vì thế gọi là phi phi tưởng. Chẳng phải không có tư tưởng, đó là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp tham gia pháp hội tại cung trời đao lợi.